Hello, xin chào tất cả anh em nha. Đây hôm nay mình review quay chiếc xe ba gác giá rẻ cho anh em nha. Giá như trai nha anh em. Máy đời đều chạy ngon lành, đời nhẹ là nổ. Xe chạy là có thớ không có be. Đây quay sơ cho anh em coi. Sắt gần lá me luôn nha anh em. Bình nó quy mới thay luôn. Còn nằm rỗ. Này chưa gửi gì hết nên nó hơi cũ bây giờ. Đây, máy còn cô gà ngon lành, không có ve. Mới cát luôn. Đời nhẹ là nổ anh em. Và xe cũ thanh lý cho anh em luôn. Anh em mới lập nghiệp mua chiếc này về chạy là ngon lành. Hai ba tháng nay vốn mình chi cầu anh em coi luôn. Đây. Cầu như dép đồ còn ngon lành. Giá cho anh em 9 triệu luôn anh em. Giá công khai 9 triệu cho anh em luôn. Đèn đèn đồ đầy đủ, quạt gió đề nhẹ là nổ đầy đủ hết mọi chức năng. Nhìn bèo bèo chứ không bèo luôn nha anh em. Anh em nào có mua liên hệ mình số điện thoại để trên kênh nha. Máy móc cô gan anh em đề nhẹ là chạy luôn. Ngon lành. Anh em nào có nhu cầu liên hệ mình. Thùng mít 3 mít 8 anh em. À, quay chơi anh em coi ai có mua liên hệ. À, anh em nhớ coi xem đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Để theo dõi có xe lựa xe mình ở ghế nha anh em. Hai xe này là xe sinh viên. Giá rẻ luôn. 9 triệu cho anh em giá công khai. Anh em nào có mua liên hệ mình. Mình chuyên về xe thanh lý giá rẻ. Xe cũ thanh lý. Lớn nhỏ gì cũng có hết, đến chiếc bên đòi máy lớn máy nhỏ đầy đủ. Để người chơi cho anh em coi. Em nào có nhu cầu liên mua liên hệ mình số điện thoại để lên kênh. Xem xe Thủ Đức nha anh em. Rồi, xin chào cả anh em nha.